xin chào các bạn và toàn cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay mình lại xin chia sẻ cho các bạn cùng ngắm nhìn về nhan sắc hoa hậu hoàn vũ Trung Quốc năm nay cô cao tới 179 cm nhé các bạn. Người đẹp Xi Yin Yang đã được chọn là hoa hậu hoàn vũ Trung Quốc năm nay và sẽ đại diện cho Trung Quốc tại cuộc thi hoa hậu hoàn vũ năm nay diễn ra vào tháng 12 tới. Cô từng giành giải á hậu 2 tại cuộc thi hoa hậu du lịch thế giới Thượng Hải, Trung Quốc trước khi đăng quang hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc năm nay. Ngày mùng 8 tháng 11 vừa rồi, Xi yin Yang đã được trao vương miện và chức danh hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc năm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Xi yin Yang, năm nay 20 tuổi, là sinh viên chuyên ngành đạo diễn nghệ thuật tại Học viện Truyền thông Trung Quốc với chiều cao 179cm và dáng vóc mảnh mai. Xi si Yin Yang được truyền thông Trung Quốc kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay diễn ra tại Israel vào tháng 12 tới. Trong lịch sử, Trung Quốc từng có đại diện Chua Linh giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2002, Lua Zili lò top 5 tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2011. Jin Ye lọt top 16 tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 và Roxette Kiều lọt top 16 Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Si Jin Yang là đại diện thứ 20 của Trung Quốc góp mặt tại Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay sẽ bắt đầu vào tháng 12 tới ở Eilat, Israel và hiện có hơn 70 đại diện đăng ký tham dự. Đường kim hoa hậu hoàn vũ Andrea Meza của Mexico sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Hiện, một số trang web chuyên trang về sắc đẹp đã dục dịch đưa ra dự đoán về những gương mặt nổi bật và đáng kỳ vọng tại cuộc thi hoa hậu hoàn vũ năm nay sắp tới. Trong đó, người đẹp của Colombia đang được trang sát Factor dự đoán là người đăng quang ngôi vị hoa hậu hoàn vũ năm nay. Top 5 của chuyên trang này gồm mỹ nhân của Paraguay, Puerto Rico, Ấn Độ và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên của Việt Nam. Và như vậy, mình đã chia sẻ cho các bạn và cộng đồng cùng ngắm nhìn về nhan sắc hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc năm nay cao 179 cm nhé các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và click chuông thông báo để nhận ngay nhiều thông tin hay và mới nhất nhé các bạn. Thân chào các bạn nhé.